Cháp 630, Tiên Võ Đế Tôn. Sau khi bị hư ảnh thần long xuyên qua đầu, Vu chú đệ nhất thần tướng bị thương nặng, não hải như muốn nổ tung. Ngay khi hắn tỉnh lại một chút thì thân hình cũng từ từ tiêu tán. Cảm giác được đệ nhất thần tướng sắp đi bán muối, Vu chú vương gầm thét, "Diệp Thần, ngươi đáng chết, đáng chết." Ngay khi Vu chú vương muốn tự mình đánh tới, Diệp Thần lại bị thánh điện đệ nhất thần tướng Mạc Uyên ngăn lại, "Muốn khiêu chiến thánh chủ thì vượt qua ải của ta trước." Trên chiến trường đột nhiên có 9 thân ảnh vụt hiện xung quanh chỗ Diệp Thần. Huyết Vương 9 đại thần tướng hợp lực tế ra một cây huyết sắc chiến kỳ. Diệp Thần vừa chém xong tên Vu chú đệ nhất thần tướng lại bị huyết sắc chiến kỳ áp chế đè xuống, cả hai tay hai chân khuỵu trên mặt đất chống đỡ. Diệp Thần hét lên mắng mỏ, "Bọn này, đường đường là 9 đại thần tướng của huyết tộc lại hợp lực đối phó một mình ta, thật không biết xấu hổ." Dứt lời bỗng nhiên huy động sát kiếm, vạn đạo kiếm mang tề xuất bắn thẳng đến hư thiên, một tiếng ong vang trời, vạn kiếm triều tông. Huyết sắc chiến kỳ rung chấn quét ra một cái biển máu, vạn đạo kiếm mang từng đạo bị ép thành tro. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Cửu Châu Thần Đồ hiện. Cửu Châu Thần Đồ vừa được tế ra đã đem huyết sắc chiến kỳ áp chế chặn lại, ép vào trong hư thiên. Diệp Thần một bước xúc địa thành thốn, cầm xích tiêu kiếm giết tới đệ lục thần tướng. Một chiêu tuyệt sát chém ra liền khiến cho đầu tên kia lìa khỏi cỗ, không chăn chối được lời nào, cả thân hình còn lại ngã xuống cái rầm. Trước mặt mấy tên thần tướng còn lại vẫn đang kết ấn, huyết tộc tam thần tướng liền đánh lén về phía sau lưng Diệp Thần. Ầm 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 một tiếng nổ lớn chấn động. Sau khi Diệp Thần bị trúng chiêu, 8 gã thần tướng vẫn đứng dõng dạc mặc kệ thằng em cây khế ngã ngựa nằm chõng queo trên đất. Khói bụi dần tản đi, trung tâm vụ nổ lại không hề thấy bóng dáng của Diệp Thần ở đâu. Diệp Thần lại một lần nữa xuất hiện, một kiếm chém ra tuyệt sát tên đệ nhị thần tướng. Những người quan chiến đều hít một hơi khí lạnh, đó chính là thần tướng thứ 3 dưới trướng Huyết Vương, tu sĩ chuẩn thiên đỉnh phong, mấy ngàn năm trước là cường giả danh chấn bát hoang, thế mà không chịu nổi một kích của Diệp Thần. Lại còn một chiêu tuyệt sát thần tướng của huyết tộc, thực lực của hắn mạnh hơn trước đây rồi. Bên ngoài chiến trường Quỷ Vũ Cương đều biến sắc. Lúc này một tên thần tướng thi triển thần thông cường đại bổ vào đầu Diệp Thần, hắn hét lớn, "Diệp Thần, ngươi đáng chết." Diệp Thần lập tức thi triển ngoại đạo pháp tướng, mở. Thần thông của tên kia vừa mới tế ra chưa phát huy được hiệu quả liền bị thế giới hỗn độn của Diệp Thần ép tới thân hình lảo đảo, ngay sau đó tiếp tục lên đường bán muối. Thanh niên điên cuồng giết tới độc đấu với 6 tên thần tướng còn lại, càng đánh càng hung mãnh. Mà lúc này một thân ảnh xuất hiện cùng với Thái Âm Thần Hải quét tới chỗ Diệp Thần. Một bóng hình xinh đẹp cũng đúng thời khắc này xuất hiện sau lưng Diệp Thần, chặn đòn công kích kia lại. Người đẹp vừa tới chính là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương, ánh mắt nàng tập trung vào tên Hoắc Tôn kia, "Đối thủ của ngươi là ta." Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương sánh vai, trở thành hai người sáng chói nhất trên chiến trường. Lúc này, thanh niên vui vẻ nói với người đẹp, "Đợi cô lâu lắm rồi đó." Nàng nghe vậy, "Ừ" với hắn một tiếng. Tên Hoắc Tôn kia tức giận tụ linh lực ở lòng bàn tay, căm phẫn dặn từng chữ, "Cơ Ngưng Sương." Cơ Ngưng Sương không muốn kéo dài đại chiến như năm đó, rất nhanh nàng thẳng hướng đánh tới tên Hoắc Tôn. Ở xa xa, biển người đông nghẹt, hoặc là ngự kiếm, hoặc là cởi mây, hoặc tọa kỵ linh thú kéo thẳng tới bên này. Mọi người quan kháng đều nhận ra là đại quân của Thiên Đình, đại quân của Thiên Đình tới rồi. Thấy thế, Ma Vương Quỷ Vũ Cương triệt thoái ra khỏi mấy ngàn dặm, hắn hiểu nếu đại quân của Thiên Đình đã tới rồi, e rằng cục diện phải đảo ngược. Trung tâm của chiến trường giờ chỉ còn một mình Diệp Thần với một tên thần tướng cuối cùng. Diệp Thần không thèm nhìn thẳng tên đó mà lên tiếng, "9 đại thần tướng của huyết tộc chỉ còn lại một mình ngươi." Tên kia rung lẩy bẩy hốt hoảng kêu lên, "Không không." Một kiếm kinh thiên của Diệp Thần chém ra, tên đệ tứ thần tướng xin là xin vĩnh biệt cụ. Giải quyết xong tên kia, Diệp Thần quay người quan sát trận chiến của Cơ Ngưng Sương và tên Hoắc Tôn. Thanh niên không có tiến lên hỗ trợ vì hắn biết chắc Cơ Ngưng Sương không cần sự giúp đỡ của mình thì nàng ta vẫn có thể thắng, vì cả hai đều muốn xem thực lực của đối phương mạnh đến nhường nào. Hắn dám xưng thứ nhất thì Cơ Ngưng Sương cũng đứng vị trí thứ hai. Đột nhiên trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận nhắm thẳng đại quân Thiên Đình bắn tới, một đám bị trúng chiêu liền hóa thành huyết vụ. Mà người ra lệnh không ai khác chính là tên Thị Huyết Diêm La, hắn chỉ tay về hướng đó hét lớn, "Giết, nổ chết cho ta." Diệp Thần tay cầm huyết linh thần đao giống giận kêu tên Thị Huyết Diêm La. Thanh niên như một đạo kim sắc thần mang xuyên qua huyết sắc chiến trường thẳng phía bên kia đánh tới. Cảm giác như có người tiếp cận, Thị Huyết Diêm La theo như bản năng rung lên bần bật, hừ lạnh một tiếng, hắn điên cuồng gào thét, nhắm chuẩn vào Diệp Thần, "Nổ chết cho ta." Diệp Thần cười lạnh một bước xúc địa thành thốn tránh thoát được hư thiên sát trận tuyệt sát. Mắt thấy Diệp Thần biến mất, Thị Huyết Diêm La hai chân rung rẩy, giờ phút này không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu nữa. Còn Diệp Thần từ trong hắc động liền bổ cho tên tu sĩ kia một đao vào lưng. Thị Huyết Diêm La thấy thế quấn đít chỉ tay về phía Diệp Thần ra lệnh cho đám thuộc hạ, "Giết, giết cho ta." Diệp Thần tay cầm huyết linh thần đao đứng ngạo nghễ nhìn đám kia mà bình thản nói, "Giết đi." Sau đó Diệp Thần liền vung đao chớp nhoáng, vô số thi thể tiên huyết nhuốm đỏ phong tướng chiến đài. Diệp Thần nắm chặt huyết linh thần đao, mặt tràn đầy sát khí nói, "Người cản ta sẽ chết." Thị Huyết Diêm La thấy thế hoảng sợ gào thét liền quay người nhảy xuống phong chiến đài mà chạy trốn, hắn hốt hoảng kêu lên, "Không không." Đã kết thúc tập 630 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu, sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.